Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thành viên đoàn hành hương, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta sẽ đi tham quan một số danh thắng tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Và một trong những địa điểm quan trọng của sáng hôm nay đó, đó là Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi. Thì Viện Bảo tàng này đó thì trưng bày các hiện vật trong vòng 5.000 năm lịch sử văn minh của Ấn Độ. Thì trong đó đáng ngưỡng vọng nhất đó là xá lợi thập của Đức Phật, được khai quật ở Siddharthanagar vào năm 1898. Và xá lợi thập đó thì không có màu như là những cái chuyển làm xá lợi niềm tin. Xá lợi niềm tin cái là xá lợi giả đó, thì rất nhiều phái đoàn người ta trưng bày những cái xá lợi niềm tin đây đó vì các cái mục đích khác nhau. Còn xá lợi thật đó, thì không có màu, mà chỉ có màu đó, đó là màu xương thôi. Thì chúng ta cần lưu ý khi đi hành hương chiêm bái Phật tích. Thứ nhất đó, chúng ta đã thực hiện đúng với lời dạy của Đức Phật, đó là này các đệ tử, trong một đời người ít nhất một lần là Phật tử đó thì hãy đến chiêm bái tứ động tâm, tức là bốn nơi mà khi đến đó chúng ta rung động tâm thức. Thứ nhất là Lumbini, nơi Đức Phật đản sanh, thì khoảng 4 ngày nữa đó chúng ta sẽ đến đó. Thứ hai đó là Bodhgaya, nơi Đức Phật giác ngộ. Thứ ba đó là Sa Đáp, nơi Đức Phật chuyển pháp luân, tức là giảng chân lý đầu tiên. Và thứ tư, Kusinaga, nơi Đức Phật trút hơi thở cuối đời, gọi là nhập niết bàn. Ngoài bốn địa điểm Phật tích quan trọng nêu trên ấy, thì rồi chúng ta sẽ còn đi các Phật tích phụ một cách chi tiết nhất, có thể nói là nhiều hơn các đoàn khác, để mình vừa trải nghiệm dưới góc độ tâm linh và vừa trải nghiệm dưới góc độ khảo cổ học và nghiên cứu lịch sử. Do đó khi đến các Phật tích đó, thì mong tất cả mọi người hãy khởi lên năng lượng lành và bày tỏ lòng tôn kính như thể là mình đang đối diện trước Đức Phật, vì đó là những nơi mà Đức Phật đã dành thời gian truyền bá chân lý, thiết lập đạo Phật và mang lại sự chữa lành, rũ bỏ các nỗi khổ và niềm đau. Điều thứ hai, mười mấy ngày đi hành hương chia bái Phật tích với đoàn của thầy đó như là tham dự một khóa tu, thì chúng ta có tụng kinh, có niệm Phật, có ngồi thiền, có nghe thuyết giảng và những cái sinh hoạt quán đáp Phật pháp. Thì đó là những cái sinh hoạt mà vào những cái khóa tu ở các chùa đó đều diễn ra như nhau. Như vậy thì nó khác với đi du lịch thông thường. Đi du lịch thông thường là chúng ta chỉ đến một địa điểm, tham quan địa điểm lịch sử, rồi sau đó là mình ăn uống, mua sắm là hết. Còn ở đây thì là Phật tử, cho nên chúng ta đi chiêm bái. Đi chiêm bái thì nó gắn liền với cái việc tu. Và do đó thì khi đi tới một địa điểm đó thì chúng ta sẽ sắp theo hàng đôi. Thì mặc định như thế này, bên tay trái đó là hàng những chiếc áo dài, bên tay phải đó đó là áo tràng. Thì ai đến trước thì chúng ta có thể đứng trước, chúng ta sẽ đứng sau các thầy. Đó là cái mặc định văn hóa để chúng ta tập làm quen ha, tập làm quen.
Và khi đến thì đầu tiên chúng ta sẽ đi kinh hành trước. Sau khi kinh hành xong rồi đó, thì lúc nào chụp hình đó thì thầy Nhật Từ sẽ nói là mời chụp hình. Chỗ nào có cái không gian lớn thì chúng ta chụp hình luôn cả hai đoàn, tức là các xe. Còn chỗ nào không gian nó hơi hẹp á, thì sẽ thông báo đầu tiên là xe 1 đến xe 2, hoặc là xe 2 trước và xe 1 sau. Chúng ta tập làm quen như vậy. Điều thứ ba đó là để tạo nhân duyên, xuất gia gieo duyên. Thì tại Bồ Đề Đậu Tràng đó, thầy sẽ có làm lễ xuất gia. Thì từ địa điểm Bồ Đề Đậu Tràng cho đến lúc chúng ta về lại Việt Nam chỉ còn có 5 ngày thôi. Thì hiện tại thì đã có 9 người đăng ký. Nếu quý vị nào đăng ký thêm thì cho biết để nhắn ở bên Việt Nam mang qua. Vì ở Bồ Đề Đậu Tràng sẽ có 3 thành viên đó nhập vào trong đoàn. Đoàn sẽ mang y và cái áo của người tu sang. Cho quý vị nào mà muốn phát tâm thêm để trở thành người xuất gia trong 5 ngày cuối thì quý vị hãy đăng ký. Thì cũng tại địa điểm thiêng liêng này đó thì sẽ có lễ quy y, tức là lễ làm Phật tử, giúp cho những người cảm tình duyên với đạo Phật, tức là yêu quý mến đạo Phật, biết đến đạo Phật rồi mà chưa chính thức là Phật tử đó, thì ngay tại Bồ Đề Đậu Tràng là nơi khai sinh ra đạo Phật rất là quan trọng. Quý vị có thể đăng ký để trở thành Phật tử tại đó. Thì ai muốn xuất gia thêm và ai muốn đăng ký làm Phật tử đó thì hoan hỷ lát nữa ghi danh ở trên xe nha, xe để chúng ta có được cái cơ hội trải nghiệm được cái thời khắc quan trọng nhất, ngay địa điểm quan trọng nhất, thiêng liêng nhất ở các Phật tích của Ấn Độ nói chung. Điều thứ tư là đoàn đưa chúng ta sẽ có cơ hội cúng dường trai tăng cho các tăng ni đang du học tại Ấn Độ. Hiện tại thì có khoảng hơn 300 tăng ni theo học các chương trình thạc sĩ, phó tiến sĩ và tiến sĩ Phật học ở nhiều trường đại học khác nhau. Thì tùy theo cái sự phát tâm của quý vị mà chúng ta sẽ mời số lượng các tăng ni đến nhận. Thì mỗi người sẽ được cúng dường 100 đô và cộng với cái tiền ăn. Thì tiền ăn ở tại thủ đô Delhi đó thì họ tính một suất ăn về đó là 25 đô. Cho nên quý vị có thể tùy hỷ công đức. Còn ai muốn cúng trọn phần cho một vị tăng hoặc là ni đó thì chúng ta đóng góp là 125. Thì 125 đó được hiểu là 100 đô là tiền cúng dường và 25 đô đó là tiền chi phí ăn ở tại cái sạn năm sao. Thì cái dịch vụ họ tính nó cao vậy. Thì còn ai không đủ số tiền đó thì quý vị có thể tùy hỷ công đức là cúng bao nhiêu cũng được. Thì dựa vào tổng số tiền của các thành viên trong đoàn phát tâm cúng thì chúng ta sẽ có cái lễ cúng dường trai tăng. Thì mấy lần trước á thì đoàn của thầy cúng dường trung bình đó là khoảng 170 tăng ni, có năm thì cũng 200. Còn đoàn chúng ta chắc cái này thì số lượng nó sẽ ít hơn, tuy nhiên bao nhiêu cũng tốt. Ngoài ra đó thì còn có chương trình là làm từ thiện ở tại Bồ Đề Đậu Tràng cho các hộ nghèo. Mà cái nghèo của Ấn Độ á được gọi là nghèo màn trời chiếu đất, nghèo rất mồng tơi đúng nghĩa. Ở đây thì có khoảng 500-600 triệu người nghèo lắm ha. Thì khi đi tới các khu Phật tích thì mình sẽ thấy được cái nghèo đó. Thì thầy không có khích lệ chúng ta làm lẻ tẻ. Vì làm lẻ tẻ đó là người nghèo họ sẽ đeo bám, họ nắm quần nắm áo mình rất là bất tiện. Cho nên là mình làm một cái tập thể tổ chức tại một cái chùa có thẻ mời. Thì trị giá mỗi một phần từ thiện đó thì nó tương đương 300.000 đồng Việt Nam. Thì cái này đóng góp cũng là tùy hỷ, ai muốn đóng bao nhiêu cũng được. Thì tùy theo số tiền các thành viên trong đoàn đóng góp đó thì chúng ta sẽ mời bao nhiêu hộ ha. Ví dụ mình đóng góp 500 hộ thì mà 500 hộ, nếu mà đóng góp
200 hộ thì mời 200 hộ, tất cả là tùy hỷ công đức. Thì quý vị có thể lát nữa đó lên trên xe thì cái ngoài cái việc đổi tiền thì ai muốn đóng góp tre tăng, ai muốn đóng góp từ thiện thì đóng góp trên xe. Thì lúc đó đó thì có 3 thành viên trên mỗi xe đó sẽ làm công việc phụng sự, ghi chép cái số tiền quý vị, ghi tên và số tiền để công bố. Thì quý vị quan hệ lát nữa lên xe thì chúng ta sẽ làm công việc này. Và điều cuối cùng đó là chúng ta nhớ đó, thì ngày hôm nay đó thì chúng ta sẽ cố gắng ổn định cái vị trí ngồi trên xe. Người nào dễ ói đó thì ngồi trên những cái ghế đầu. Thì cứ mỗi nơi đó chúng ta chừa hai cái ghế, hai hàng ghế đầu tiên đó. Cái hàng ghế đầu tiên ở bên trái bên phải, tức là ra 4 ghế. Thì mỗi xe chúng ta sẽ có 2 thầy, 2 thượng đọa không? Để cùng ngồi. Ngoài ra thì còn có thêm anh hướng dẫn viên. Thì vậy ít nhất là 3 cái ghế đó là phải trống. Còn một cái ghế nữa thì có thể một người khác cùng ngồi. Thì quý vị cứ sắp xếp ngồi để là ai dễ ói thì ngồi trên, ai lớn tuổi ngồi trên, còn những người trẻ và khỏe thì có thể ngồi bên dưới. Thì mỗi xe thì nó cũng còn dư ít nhiều cái chỗ ngồi phía sau quý vị. Và chúng ta cố gắng là ngồi cố định cái chỗ đó nha, để khi mà lên đó điểm danh đó thì nó sẽ mặc định thế này nè, sẽ có một cái người đi đếm cái tổng số ở trên xe đó. Và thứ hai đó là người bên trái nhìn người bên phải, người bên phải người bên trái nếu mà thấy cái người ngồi cái bên mình vắng thì chúng ta báo đó. Rồi sau khi xe lăn chuyển rồi đó thì quý vị có thể đổi chỗ đi tới đi lui thì thoải mái. Nhưng mà xe chưa có lăn này thì chúng ta đừng có di chuyển để điểm danh cho nó nhanh. Và các phụng sự viên nó sẽ giúp cho thầy như thế này. Mỗi khi mà xe đến khách sạn thì tất cả các thành viên trên đoàn khoan xuống nha, khoan xuống. Rồi chỉ có mấy phụng sự viên thôi sẽ đi xuống để lấy chìa khóa, chúng ta sẽ phát trên xe. Như hôm qua là mình về nó quá trễ thì mình phải xuống đây phát, như vậy nó mất nhiều thời giờ lắm, còn phát trên xe nó không có mất thời giờ. Thì 3 phụng sự viên thì mỗi một phụng sự viên thì nhận chừng 6 chìa khóa, thì trong đó có chìa khóa của mình. Như vậy mình chỉ cần nhớ lại 5 người đại diện thôi, mỗi phòng là 2 người thì mình là phụ trách đó, là một người phụng sự viên phụ trách đó là 5 người khác. Thì vậy khi mình cầm lên mình sẽ đưa chìa khóa cho 5 người kia, rồi mình ghi tên của một người đại diện vậy đó. 5 người thì 5 người đại diện là số phòng, để trường hợp ngày hôm sau người đó có ngủ quên đó mà thấy chưa xuống thì chúng ta chỉ cần tri cái số phòng đó thôi. Lúc mà lên xe điểm danh đó mà thấy vắng cái chỗ nào thì chúng ta kiểm tra cái phòng đó thôi là nó nhanh nhất nha quý vị. Thì các phục sự viên sẽ giúp cho thầy làm việc thứ nhất đó, là đăng ký tiền cúng dường tre tăng. Thứ hai đó là đăng ký cái tiền làm từ thiện. Thứ ba đó là việc đổi tiền. Và thứ tư đó là lấy cái chìa khóa phân phối lại cho các thành viên. Thứ năm á là đếm số lượng các thành viên trong đoàn của mình nó đầy đủ rồi xe chúng ta sẽ lăn bánh. Ngoài ra thì có thêm những cái trợ giúp khác, thì đó là những điều mà chúng ta cần biết. Tiếc là mấy ngày hôm nay thì thầy bị viêm cổ hơi nặng cho nên thầy sẽ không nói nhiều được, nha quý vị thông cảm giùm. Lẽ ra thì thầy bác sĩ khuyên là phải ngưng nói trong vòng 1 tháng. Thì cái cổ thầy nó hơi bị viêm, mà thầy đã mổ 2 lần rồi, cho nên chuyến này đi sẽ không có thể nói nhiều như là mấy chuyến trước, thì mong quý vị thông cảm giùm. Và trước khi kết thúc sáng hôm nay đó thì thầy muốn nói điều như thế này. Tất cả chúng ta đó thì đến được Ấn Độ đó mình xem như là một cái diễm phúc lớn. Diễm phúc này nó gồm có các phương diện sau đây. Thứ nhất, nó chứng tỏ là mình là người có tấm lòng lớn đối với Đức Phật, đối với Phật Pháp, đối với Phật giáo nói chung. Cho nên là mình đã thu xếp thời gian công việc gia đình để có được cơ hội trải nghiệm cái việc chiêm bái các động tâm. Cái cảm nhận thứ hai đó là chúng ta có phước vì người thân của mình đã thông cảm, hiểu, nhường thời gian cho mình đi. Thì người thân ở nhà, nhất là vợ hay chồng ở nhà, sẽ phải lo gánh vác cái công việc của mình đó, để cho mình
có được mười mấy ngày thư thái an lành ở trên đất Phật để chúng ta đi. Cho nên là khi chúng ta đi thì nhớ hồi hướng công đức cho các thành viên ở nhà. Và ý nghĩa thứ ba đó là một cái trải nghiệm vừa tìm hiểu Đức Phật lịch sử. Đức Phật lịch sử thì nó khác với Đức Phật tôn giáo. Đức Phật lịch sử thì thầy sẽ giới thiệu quý vị đúng với lịch sử đã xảy ra, và ở những địa điểm đó Đức Phật đã giảng những bài kinh nào là chính, rồi du các bài kinh đó như thế nào để chúng ta ôn lại. Và thầy sẽ chỉ ra được đâu là Đức Phật tôn giáo trong những cái chỗ mà chúng ta đến, để quý vị có thể hiểu sâu hơn về đạo Phật và Phật pháp. Và thông qua đó chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật rất gần gũi với mình. Còn Đức Phật tôn giáo thì ta nói rằng là Đức Phật đã thành Phật rồi nhiều kiếp về trước, bây giờ giả vờ đóng kịch xuống cõi ta bà này thôi để làm con người, ở đây là thái tử, sau đó đi tu rồi tu sai lòng này vân vân, rồi sau đó mới giác ngộ thành Phật, đó là đóng kịch. Còn Đức Phật lịch sử thì hoàn toàn không có đóng kịch. Đức Phật đó là một con người bình thường như giống như chúng ta, có điều là ngài là thái tử thôi, mà ngài cũng trải qua những cái sai lầm, rồi nhận diện ra sai lầm, từ bỏ các sai lầm, rồi tìm ra được cái phát minh đó là phương pháp đúng, con đường tỉnh thức để Đức Phật đi, và cuối cùng Đức Phật giác ngộ. Thì khi mình tiếp cận Đức Phật lịch sử như vậy đó, mình sẽ cảm thấy Đức Phật gần với mình hơn. Những gì Đức Phật làm được mình cũng có thể làm được. Đó là cái lợi ích của việc tiếp cận Đức Phật là lịch sử. Và ý nghĩa khác đó là sau cái chuyến đi này đó, thì thầy tin chắc rằng đó là quý Phật tử và các anh chị em sẽ hiểu sâu về đạo Phật hơn. Thì đến nơi nào thầy cũng sẽ thuyết trình, giải thích, và có thời gian thì có thêm vấn đáp. Nhất là ở Bồ Đề Đạo Tràng chúng ta có 3 đêm 2 ngày, cái thời gian nó nhiều hơn, chúng ta sẽ vấn đáp. Và trên xe đó thì mình sẽ giao lưu với hướng dẫn viên để mình hiểu thêm về văn hóa, phong tục, tập quán của Ấn Độ. Như vậy sau cái chuyến đi 12 ngày trên đất Phật đó, thì quý vị sẽ nắm rất là khái quát về đạo Phật là gì, về vai trò của Đức Phật lịch sử, về những chân lý cao quý có giá trị chữa lành và vượt qua nỗi khổ niềm đau của Đức Phật, và nhiều cái thông tin khác mà chúng ta có thể viết được. Cho nên đó là tất cả những cái phần mà thuyết minh này đó đều sẽ được phổ biến ở trên Facebook Thích Nhật Từ. Quý vị tối về nếu cần nghe lại thì mình nghe lại, hoặc mình muốn chia sẻ với người thân ở nhà đó thì chúng ta gửi cái đường link. Đó. Còn ở mọi địa điểm đó, thì khi đến xong đó thì thầy sẽ gỡ vào trong diễn đàn. Ai chưa có mặt trong diễn đàn Zalo thì mời người khác add mình vào để thông báo. Thì tiếc là bữa nay đó là cái sim nó hơi bị trục trặc. Thì hy vọng 1-2 ngày tới chúng ta có đủ sim. Bởi vì có sim rồi thì quý vị sẽ vào trong cái diễn đàn chung để mình nghe thông báo về giờ giấc, về những việc cần làm, lúc nào thì mặc áo dài, lúc nào không mặc áo dài. Thì để cho chúng ta có thể chủ động được. Thì quý vị lưu ý đó, thì nó có những địa điểm sau đây chúng ta nên mặc áo dài. Ngày mai là đi Taj Mahal, kỳ quan thế giới. Đã. Thứ hai đó là Lâm Tề Ni, nên đến Phật Đản Sinh, 3 ngày nữa chúng ta tới. Thứ ba đó là Bồ Đề Đạo Tràng, nên đến Phật Giác Ngộ. Thứ tư á, Sadat, nên đến Phật Chuyển Pháp Luân. Thứ năm đó là Kusinaga, nên đến Phật Nhập Niết Bàn. Và sáng hôm nay cũng rất là quan trọng, chúng ta đi chiêm bái xá lợi thập của Đức Phật. Thì lộ trình kỳ này đi nó hơi khác với những năm trước, là bởi vì bữa nay ở trên Accra nó bị đóng cửa, cho mình không có tham quan được cái kỳ quan, chúng ta phải về vào ngày mai. Cho nên đó là mình tận dụng bữa nay mình sẽ đi tham quan Đại Ly trước, thay vì Đại Ly mình sẽ đi tham quan cuối cùng. Thì bữa nay mình đi tham quan trước, thì bữa nay là có tham quan xá lợi của Đức Phật để chúng ta chiêm bái. Thì đó là những điều mà chúng ta cần biết để cái chuyến hành hương đó nó thật sự là thiêng liêng, có giá trị, cung cấp cho chúng ta thêm nhiều cái hiểu biết đúng để điều chỉnh các nhận thức chưa đúng về Đức Phật, về đạo Phật, về giá trị của cuộc đời. Thì tin chắc rằng là thông qua một cái chuyến đi 12 ngày thì mỗi người sẽ có những cái thay đổi rất là tích cực. Có người về là bỏ hút thuốc lá luôn,
Có người về là bỏ uống rượu luôn, có người về đó là bỏ hết tất cả những cái nhu cầu không cần thiết, sống giản dị hơn và sống chân thành hơn, sống vô ngã hơn, sống vị tha hơn, sống dấn thân hơn, sống phụng sự hơn. Đó là những phẩm chất cao quý mà Đức Phật đã dạy. Thì nhìn chung đó là cái giá trị của chuyến hành hương đó làm cho mình thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi, thay đổi lối sống. Ai đã sống tốt rồi giờ sống tốt thêm nữa, ai đã sống có giá trị rồi giờ sống giá trị thêm nữa, ai sống đã dấn thân rồi bây giờ dấn thân thêm nữa. Bởi vì sẽ thấy là cái hành trình đi của Đức Phật đó, dấn thân mỗi ngày như vậy, Đức Phật đi vào làng xã là 9 tiếng đồng hồ, từ 6 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Nhờ đó mà cái con đường chân lý của Đức Phật mà ngày nay chúng ta gọi là đạo Phật đó mới lan tỏa rất là nhanh. Và cuối kết quả đó của cái hành trình chân lý đó đó, Đức Phật đã độ được 10 vị vua thuộc 16 tiểu bang của Đức Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Và đây là sự phá kỷ lục chưa từng có, đến bây giờ cũng chưa ai có cái kỷ lục như thế. Tất cả các nhà sáng lập tôn giáo chưa có vị nào độ được một vị vua. Đức Phật độ được 10 ông vua. Cái đó là một cái kỳ tích rất là đặc biệt. Thì cái kỳ tích đó là nhờ vào chân lý siêu việt của Đức Phật và cái tấm gương cao quý của Ngài. Thì chúc tất cả chúng ta sẽ có một cái hành trình hành hương thật là an lạc, có phước báo, có giá trị và để lại những cái bước ngoặt gọi là thay đổi tích cực trong cuộc đời của chúng ta. Xin tất cả cho một tràng vỗ tay để chúc mừng chúng ta là những người có phước tham gia trong cái chuyến hành hương chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ và Nepal. Chúc quý vị có 12 ngày an lạc trên đất Phật.